Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ 57 đến 80 tuổi, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, may mắn liên tục kéo đến, đổi đời ngoạn mục, cuộc đời bước sang trang, giàu sang phú quý hơn người. Quý tín chủ tuổi Đinh Mùi thân mến, tôi có một trò chơi nho nhỏ dành cho tiến chủ như sau, đơn giản thôi là hãy nhắm mắt lại và nghĩ về ba người mà tiến chủ yêu nhất, thương nhất và quan tâm nhất, xong rồi chứ ạ. Tôi đoán, có 99% Đinh Mùi ở đây, sẽ không liệt kê tên mình vào trong đó. Tôi biết có nhiều lúc Đinh Mùi đã quên mất rằng, bản thân mình cũng là một người cần được yêu thương, cần được ưu tiên, cần được quan tâm, bởi chính mình, trong hơn nửa cuộc đời vừa trải qua, Đinh Mùi đã phải nếm đủ vị mặn ngọt, đắng cay trong cuộc sống, mà chưa bao giờ thấy than thở, đau lắm, tủi nhục lắm, mà chưa một lần dám buông xuôi. Vậy thì bây giờ đã là lúc Đinh Mùi được ngồi lại nghỉ ngơi và tự vỗ về xoa dịu bản thân mình. Chúng tôi Minh Đường Tử Vi sẽ luôn ở đây để giúp cho quý tín chủ có vận trình tốt nhất trong quãng đời còn lại. Và trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ luận giải về vận trình của quý tín chủ từ 57 đến 80 tuổi. Tín chủ hãy ngồi uống một tách trà hoặc nằm thư giãn trên giường, nghe chúng tôi luận giải nhé. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, từ 57 đến 80 tuổi, thấy được thiên thời, đổi đời đổi vận, một bước sang trang. Vâng, thưa quý tín chủ tuổi Đinh Mùi thân mến, gần nửa đời người trôi qua, trải qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi sóng gió, thời trẻ đã làm sờn đi màu áo, khóe mắt thì lại thêm nhiều nếp nhăn. Chúng tôi hiểu được tín chủ tuổi Đinh Mùi, mưu cầu cuộc sống giàu sang, hạnh phúc nhiều đến như thế nào, cuộc sống của tín chủ nhìn đâu cũng thấy khổ cực vất vả. Muốn vui vẻ nghỉ ngơi cũng khó, mọi thứ cứ ập đến muốn người tuổi Đinh Mùi xuống tận đáy của xã hội, chơi với nhiều thì cũng đến lúc mệt mỏi chẳng muốn gắng gượng nữa. Nhưng cứ nhìn thấy mấy đứa con, nhìn lại nhà cửa, nhìn lại bản thân chẳng có gì, thì lại tiếp tục cố gắng lao ra đời kiếm miếng cơm manh áo để lo toan cho cuộc sống. Dù cho bản thân có lao lực đến như thế nào, nay tín chủ tuổi Đinh Mùi đang xem clip này, tín chủ có đang cảm thấy mệt mỏi không? Tín chủ vẫn đang ổn cả chứ, tín chủ có biết không? Tuổi Đinh Mùi tính tình hiền lành nhân hậu, không màng chuyện thế sự, mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Mệnh chủ vốn lấy lao động là niềm đam mê. Họ luôn tâm niệm rằng, cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực cố gắng, thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Thiên tài tinh giúp đỡ, nên sự nghiệp thuận lợi. Người này biết cách vận dụng tài nguyên trong tay mình, để công việc có thêm nhiều trợ giúp, năng lực phán đoán mạnh mẽ. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Còn thiên quan tọa mệnh, ngụ ý bạn nổi tiếng là người nghĩa hiệp, hay ra tay giúp đỡ người khác, nên công việc luôn có người giúp đỡ, mà trở nên suôn sẻ, bản tính quyết liệt nghiêm khắc, nhưng cũng không kém phần sôi nổi, giúp mặt quan hệ xã giao của bạn thêm nhiều thuận lợi. Cuộc sống của những người tuổi Đinh Mùi thời trẻ không mấy suôn sẻ, với khá nhiều thăng trầm, nguyên nhân gây ra những phiền toái, phần lớn là do sự sốc nổi của tuổi trẻ. Khi bước chân vào đời, những người này chưa học được cách suy nghĩ thấu đáo, nên dễ tin vào lời của người khác mà bị lừa gạt. Phải đến giai đoạn tuổi trung niên, họ mới dần dần tích lũy được kinh nghiệm cùng các mối quan hệ đáng tin. Nhờ đó tài vận và sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi sẽ trở nên bền vững và ổn định. Đa phần người tuổi Đinh Mùi đều có cuộc sống ấm no, sung túc lúc tuổi già, trung thành và dũng cảm là những phẩm chất tiêu biểu của người tuổi Đinh Mùi. Phản bội hoặc lừa dối người khác là điều mà họ tuyệt đối không bao giờ làm. Họ có tấm lòng lương thiện nên luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không hề toan tính. Với lý tưởng chính nghĩa, họ không bao giờ cúi đầu trước những kẻ gian tà, xảo trá. Họ dám đứng lên để đấu tranh cho những điều hay lẽ phải và sự công bằng của xã hội. Người tuổi Đinh Mùi là những nhân viên đáng tin cậy, luôn nhận được sự tín nhiệm cao của cấp trên và đồng nghiệp. Chính vì thế khả năng họ được thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp là rất cao. Nhờ có lòng kiên định vững vàng, họ có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dù có phải đương đầu với vô vàn khó khăn. Sự chung thủy trong tình yêu của người tuổi Đinh Mùi là điều không thể nghi ngờ. Khi đã muốn dành trọn cả đời bên một người, thì không có bất cứ điều gì có thể khiến họ buông tay đối phương. Tuy nhiên, những người này có nội tâm khá kín đáo, nên cách thể hiện tình cảm của họ có phần hơi khô khan. Để mối tình của họ thêm thắm thiết, họ nên học cách quan tâm đến người yêu bằng những cử chỉ âu yếm ngọt ngào. Tài chính của người tuổi Đinh Mùi lên xuống khá thất thường, đặc biệt là lúc còn trẻ. Để tránh bị lừa gạt tiền bạc, họ nên cân nhắc thật kỹ càng. Trước khi cho người khác vay mượn tiền, những người này thường phải bỏ ra nhiều công sức mới có thể kiếm được tiền. Nên họ luôn trân trọng từng đồng tiền xương máu của bản thân. Họ không bao giờ tiêu xài hoang phí, mà luôn quản lý tài chính một cách chặt chẽ. Tâm tính người tuổi Đinh Mùi thiện lương, tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Họ là con người biết sống vì lợi ích của tập thể và xã hội. Chính vì thế, họ giúp đỡ người khác không phải vì lòng thương hại, mà vì họ coi đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Để cống hiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp, họ có thể hy sinh lợi ích của bản thân. Những người này có lòng thông cảm sâu sắc, luôn lắng nghe và đồng cảm với nỗi buồn của mọi người. Họ luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để có cách nhìn nhận thấu tình đạt lý. Vậy nên, họ không bao giờ thể hiện thái độ khinh miệt hay chán ghét với bất cứ ai. Người tuổi Đinh Mùi luôn được mọi người kính nể bởi sự trượng nghĩa và chính trực. Đối với họ, danh dự và phẩm chất là những thứ thiêng liêng, quý giá nhất trong cuộc đời. Họ sẽ không bao giờ vì tiền tài danh lợi mà bán rẻ lương tâm và nhân phẩm của bản thân. Họ luôn đứng về phía lẽ phải, bất bình trước những điều trái đạo đức trong xã hội. Họ dám một mình đứng ra bênh vực và bảo vệ những người yếu thế. Với tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, họ sẽ không bao giờ nhún nhường trước cường quyền. Trung thành là một trong những phẩm chất nổi bật của người tuổi Đinh Mùi. Họ thích giao lưu kết bạn với những người có cùng tính cách và chí hướng. Dù có rất nhiều bạn bè, nhưng họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với tất cả mọi người, phản bội bạn bè để tư lợi cá nhân là điều họ tuyệt đối không bao giờ làm. Họ cũng coi việc nói xấu sau lưng người khác là hành động đáng khinh bỉ. Nói chung, người tuổi Đinh Mùi khá hiền lành, ít khi gây hiềm khích với ai. Tuy nhiên, họ sẵn sàng trừng phạt những kẻ cố tình hãm hại hoặc xúc phạm đến nhân phẩm của họ. Nhờ có lòng dũng cảm khó ai sánh bằng, người tuổi Đinh Mùi thích tự mình khám phá thế giới bên ngoài mà không cần tới sự dìu dắt của cha mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, họ sớm bộc lộ tính cách độc lập qua tinh thần tự giác học tập và rèn luyện. Sự sắp đặt và quản lý của cha mẹ sẽ khiến những người này cảm thấy ngột ngạt, nên họ sẽ thoát ly gia đình từ khi còn trẻ, lấy hoài bão làm động lực. Không có một khó khăn nào có thể khiến họ chùn bước. Vốn là con người gan dạ, họ vẫn có thể giữ được bình tĩnh trong những tình thế nguy hiểm. Giác quan thứ 6 của người tuổi Đinh Mùi khá nhạy bén, nên họ có thể cảm nhận được những mối nguy đang rình rập phía trước. Nhờ vào tài quan sát tỉ mỉ, họ có thể nắm bắt được tâm lý, thậm chí đoán biết được một phần về tính cách của đối phương. Ngay trong lần đầu gặp mặt, những tính toán âm mưu của người khác sẽ không bao giờ qua nổi ánh mắt tin tưởng của họ. Những người tuổi Đinh Mùi càng lớn tuổi thì càng sẽ trở nên đa nghi và có tính cảnh giác cao. Họ không dễ dàng trao niềm tin cho bất cứ ai và luôn nhìn nhận mọi việc bằng thái độ nghi ngờ. Họ sẽ chiêm nghiệm những thất bại trong cuộc đời của mình và quan sát mọi người xung quanh để tự đúc kết bài học cho bản thân. Trải qua những thăng trầm, họ sẽ hình thành lập trường và quan điểm của riêng họ. Tuy nhiên, không phải lúc nào phán đoán của họ cũng chính xác tuyệt đối. Lòng nghi ngờ có thể khiến họ thiếu quyết đoán mà bỏ lỡ mất nhiều cơ hội quý giá. Nội tâm của người tuổi Đinh Mùi chất chứa nhiều nỗi lo toan, bởi họ là con người có nhiều dự định trong tương lai. Họ luôn muốn chuẩn bị thật kỹ càng trước những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Không chỉ thế, họ cũng hay lo lắng về những người thân yêu trong gia đình. Lời khuyên dành cho họ là hãy sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại. Tính cách tuổi Đinh Mùi hành động chậm chạp nhưng khá cố chấp. Một khi họ đưa ra quyết định, họ sẽ kiên trì đến cùng, thận trọng và cẩn thận trước khi hành động. Họ sẽ cân nhắc rất lâu. Tính ổn định là một đặc điểm khác trong tính cách của họ, vì họ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường và sự phán xét của người khác. Với niềm tin và ý chí kiên cường, họ luôn có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Trung thực và kiên nhẫn, họ là những người bạn đồng hành và người bạn đáng tin cậy. Bên cạnh đó, họ rất độc lập và cần cù, điều này khiến họ dễ dàng đạt được điều gì đó. Khi xử lý các vụ việc, họ có thể sắp xếp mọi thứ có trật tự. Họ dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và dịu dàng với em. Họ là những người yêu hòa bình, đối xử bình đẳng với mọi người. Một trong những điểm yếu của tính cách người tuổi Đinh Mùi là tính bướng bỉnh. Họ khó có thể thay đổi suy nghĩ để chấp nhận lời khuyên của người khác. Họ thường làm mọi việc dựa trên tốc độ chậm của họ. Việc thiếu hiệu quả có thể dẫn tới một kết quả trung bình. Họ có vẻ thất thường và thực sự cáu kỉnh, khó chịu. Còn ở thế bị động, họ có xu hướng lỏng lẻo và vụng về. Sau đây là tử vi tuổi của Đinh Mùi, từ 57 đến 80 tuổi. Về sự nghiệp, từ 57 đến 80 tuổi, cơ hội của Đinh Mùi sẽ tới rất nhiều. Có quý nhân phù trợ giúp đỡ, có đối tác đặt vấn đề liên kết, có những lựa chọn khiến họ phải quyết việc mạo hiểm hay tiếp tục an toàn. Điểm kỳ lạ trong mệnh của Đinh Mùi là họ rất dở duyên với môi trường nhà nước, công sở và đoàn thể. Nhưng điểm kỳ lạ hơn, họ lại thường chỉ thành công bằng con đường kinh doanh, tư nhân, doanh nghiệp. Vấn đề là tài năng của họ tuy có, nhưng cái chí lại không nhiều. Sáng tạo họ tuy lắm, nhưng chăm chỉ lại không thừa. Trừ một số ít, Đinh Mùi gặp những cú sốc lớn trong cuộc sống như hôn nhân đổ vỡ hoặc ra tù vào tội thì mới ép được tài năng bộc lộ. Với Đinh Mùi, trong môi trường nhà nước, an an và ổn ổn, không tiến lên,
mà cũng chẳng đi xuống. Tài năng tuy có, nhưng nịnh nọt thì không giỏi. Kiến thức tuy lắm, nhưng khéo léo thì không thừa. Bởi vậy cơ hội tiến tới không nhiều. Tuy nhiên, có thể nghiên cứu việc học tiếp, chuẩn bị cho tương lai sắp được trọng dụng. Với Đinh Mùi trong môi trường doanh nghiệp tư nhân, thêm đối tác, thêm công việc, thêm cơ hội, thêm lựa chọn, nhưng không nên cả nể mà nhường cơ hội cho người khác. Cần chú ý kẻo làm nhiều công thì không được ghi, chăm chỉ mà lại thành may áo cưới cho người. Không cần đố kỵ, chẳng cần ghen tị, cũng không cần mưu hèn kế bẩn, nhưng hãy tranh thủ sao cho đủ lợi ích, xứng đáng với nỗ lực mà bản thân bỏ ra. Với Đinh Mùi trong môi trường kinh doanh, hoa sen Tây Hồ là hoa sen hai lớp, vậy nên khi nó nở, nó cũng nở hai lần. Việc kinh doanh trong độ tuổi này của Đinh Mùi cũng vậy. Hoa nở hai lần, mỗi lần lại bùng nổ hơn, rực rỡ hơn. Đinh Mùi sẽ có thêm bạn hàng, thêm đối tác, thêm mặt hàng, thêm cửa hàng. Mỗi ngày lại đẻ ra thêm ý tưởng, mỗi ngày lại sinh ra thêm việc muốn làm, lựa chọn rất nhiều, nhưng cần chọn ra một xu hướng chính, rồi từ từ mà xây dựng bao quanh. Về tài lộc, tỷ phú Lý Gia Thành từng chia sẻ, trước 30 tuổi, mọi người đều dựa vào sức lực hoặc trí thông minh để kiếm tiền, nhưng sau 30 tuổi, người ta dùng tiền kiếm tiền. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời an nhàn, đủ ăn đủ dài, việc lựa chọn một công việc văn phòng ổn định và chạy theo nó, tích cực bỏ 30-50% số tiền lương mỗi tháng vào sổ tiết kiệm, đợi tới lúc nghỉ hưu sẽ có số tiền dưỡng già, không sai. Nhưng nếu bạn muốn tự do tài chính, sống cuộc đời dư giả sung túc, mua không cần nhìn giá, vậy từ bây giờ hãy học cách quản lý tiền. Quản lý tiền bao gồm cả việc tiết kiệm chi tiêu, cách tiêu xài thích hợp và cả cách dùng tiền đầu tư hợp lý. Bởi vì quản lý tài chính bao gồm cả việc đầu tư kinh doanh, nên có nhiều người thường cho rằng tiền vốn đủ nhiều mới có thể tự mình quản lý tài chính thành công. Nhưng khái niệm này sai rồi, không phải vì bạn có tiền mới có thể quản lý tài chính, mà vì bạn biết cách quản lý tài chính mới có tiền. Ngay từ bây giờ, hãy tập quản lý tài chính bằng những việc đơn giản nhất. 1. Giảm chi phí thừa. Ghi rõ số tiền chi tiêu mỗi ngày vào trong một cuốn sổ, kiểm soát chặt chẽ những khoản chi tiêu trong một tháng. Tập tiết kiệm chỉ mua những thứ cần tập từ bỏ, không mua chỉ vì thích hay đua theo trào lưu. 2. Đầu tư cá nhân. Đầu tư 10% tiền lương hàng tháng vào bản thân, có thể là sức khỏe, kỹ năng, kiến thức, tùy bạn chọn thứ phù hợp với mình, làm việc chăm chỉ hơn để phát triển kỹ năng công việc. 3. Tăng thu nhập. Đặt ra một mức tiêu phí nhất định hàng tháng, phần còn dư ngoài việc đầu tư cá nhân, hãy dùng nó để đầu tư kinh doanh. Về tình cảm, gia đạo. Cả nam và nữ Đinh Mùi đều bị những dòng sao xấu chiếu, chủ về thị phi và khẩu thiệt. Đinh Mùi vốn lấy chữ lành mà làm chủ đạo trong cách hành xử, không ghen tị, không đố kỵ, không sân si, cũng chẳng oán hận. Việc ai người ấy làm, trà ai người ấy thưởng, nhưng dòng đời vốn không hề êm đềm và để cho Đinh Mùi được nhàn tản như vậy. Từ 57 đến 80 tuổi, vẫn tiếp tục là những câu chuyện thị phi, tiểu nhân đố kỵ, ghen tị, bằng mặt mà không bằng lòng, trước mặt thì xun xoe, sau lưng thịt chim sẻ. Một số Đinh Mùi có xu hướng của người tạo xu hướng, đi đầu xu thế, rất dễ gặp Lý Thông cướp công thạch xanh. Tuy Đinh Mùi là người khởi xướng bỏ công bỏ sức kiến tạo, với suy nghĩ làm vì mình muốn, nhưng kẻ khác lại là người hưởng sái thành quả trên công sức mà Đinh Mùi bỏ ra. Đời vốn luôn đầy rẫy sự bon chen mỏi mệt, muốn vô tự lự trong cuộc sống này đâu phải là điều giản đơn. Cái thú vị của vận mệnh là ở chỗ tất cả những kẻ tiểu nhân thường không trường thịnh, vận mệnh sẽ lấy một phần tài lộc của chúng để bù cho nạn nhân của sự thị phi. Với tính cách của bản thân, Đinh Mùi có thể gánh họa, có thể bị điều tiếng, có thể mất công mất sức may áo cưới cho người, nhưng cuối cùng lộc lá, vận may và nhiều thứ giá trị khác lại cũng vẫn thuộc về Đinh Mùi. Vậy nên, đừng suy nghĩ quá nhiều khi bị thiệt thòi, bị đì đọt, vẫn là những nạn đấy quay đi quay lại năm nào mà chả diễn ra. Hôn nhân sẽ trải qua thử thách, trải qua khắc khẩu, cãi vã, xung đột và kiện tụng, cần tránh nghiêm trọng hóa vấn đề, tránh kiểu không nói ra, nhưng vẫn luôn tự gặm nhấm buồn tủi, tránh việc lúc nào cũng nói không sao, nhưng áp lực tâm đau lại không chia sẻ ra ngoài. Về sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên gây ra ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra những khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại tin bên cạnh bản thân. Con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này.
Từ 57 đến 80 tuổi, Đinh Mùi có hai điều nhất định phải tránh. Điều thứ nhất, không để vợ chồng cãi nhau. Vợ chồng cãi nhau luôn là yếu tố tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình. Bố mẹ thì lo lắng, con cái thì ảnh hưởng về tâm lý. Có người cho rằng, vợ chồng cãi nhau cũng như đầu giường cãi, cuối giường không ai biết. Tuy nhiên con cái hiểu, bố mẹ biết, nhìn mặt hai người cứ như Trương Phi gặp quân Tào, sao mà không ai biết cho được. Một cặp vợ chồng đã cao niên, có cô con gái đứng tuổi chẳng chịu lấy chồng mà cứ ở vậy. Bố mẹ sốt ruột nên cứ suốt ngày hỏi mối chỗ nọ, làm mai chỗ kia, khiến cả nhà cứ nhốn nháo hết cả lên. Ấy vậy mà cô con gái cứ bình chân như vậy, cả ngày thờ ơ lạnh nhạt chẳng đoái hoài gì. Bố mẹ giận quá, mới mắng cho cô một trận, ai ngờ cô con gái đáp lại một câu, lấy chồng có ích gì, cứ như bố mẹ cả ngày cãi lộn. Cãi đến quá nửa đời người rồi, vẫn không ngừng cãi, nghe con gái đáp vậy, ông bà chỉ biết nhìn nhau mà lòng buồn rười rượi. Điều cấm kỵ thứ hai, không được tạo áp lực quá lớn cho con cái. Có một số bậc phụ huynh từng trải qua cuộc sống với những giai đoạn tìm kiếm không ăn việc làm khó khăn nên luôn lo lắng tương lai sau này con mình không kiếm được công việc ổn định. Vậy nên ngay từ nhỏ, họ đã tạo áp lực cho con, hết bắt học thêm cái này, lại bổ túc cái kia, khiến cho con cái giống như một cái máy, áp lực tứ bề. Chẳng biết đến tuổi thơ là gì, con người sống ở đời, sông có khúc, người có lúc, sướng khổ tốt xấu ở đời, đều do phúc phần âm thầm mà ra. Vậy nên thân là cha mẹ, điều cốt yếu là dạy con cái sống sao nên người, biết hiếu kính cha mẹ ông bà, lấy nhân làm gốc, lấy đức làm thầy. Con người ta chỉ cần có thiện lương, trời cao ắt sẽ an bài, còn làm người mà sống bất nhân bất nghĩa, thì dù tài cao vô thượng, cũng chẳng bằng nhân nghĩa đủ đầy. Sau đây là thông điệp may mắn cho tín chủ, có một cuộc sống viên mãn như ý. Dưới đây là những chia sẻ quý giá và đáng suy nghiệm của các cụ, hãy dành thời gian tương tác kết nối với thế giới xung quanh. Cụ bà 74 tuổi, một giáo viên từng hai lần đổ vỡ trong hôn nhân, cuối cùng cũng tìm thấy người mang đến cho bà hạnh phúc và sự tôn trọng. Bà làm điều này bằng cách nào? Có bài học trong chuyện này, bà đáp, tôi bớt thời gian đi tập yoga và ở một mình để dành nhiều thời gian hơn cho những cuộc gặp gỡ nghiêm túc. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân và hướng nội để nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng chính sự cởi mở chia sẻ, thông qua các kết nối xã hội lành mạnh cũng mang đến cho mỗi người cơ hội tìm thấy niềm vui và hạnh phúc thật sự. Hãy sống hết lòng với tuổi già. Một biên tập viên truyền hình tuổi ngoài 70 cho biết, ông có nhiều thời gian sáng tạo nhất sau khi nghỉ hưu, là một nhà báo thành công, nhưng chỉ khi về già, ông mới cảm thấy hoàn toàn tự do, khỏi việc tích lũy cho tuổi hưu trí, mới bắt đầu có thời gian làm điều mình yêu thích như làm phim, viết sách, sáng tác. Bên cạnh đó, với ông thì tuổi già là thời gian sáng tạo nhất vì ông thấy sự thoải mái khi giảm thiểu những việc phải làm để theo đuổi những điều bản thân quan tâm. Bài học mà tôi rút ra được đó là hãy biết cách nghỉ hưu ngay từ khi bạn còn trẻ. Ở đây nghỉ hưu có nghĩa là hãy làm những gì bạn thật sự muốn. Ông chia sẻ, không sợ hãi cái chết. Theo quan sát cá nhân của tôi, hầu hết người già đều không sợ chết, họ sợ bệnh tật và đau khổ, nhưng không hề sợ chết. Dường như với quãng đời đã qua, họ có nhiều cái đủ, nhìn thấy đủ, trải nghiệm đủ những điều tốt xấu. Mỗi năm khi đặt một cái hũ rỗng trở lại kệ, bạn phân vân liệu mình sẽ cần nó nữa hay không, nhưng mùa xuân lại đến và bạn lại làm thêm một hũ mứt dâu nữa. Cụ ông kỹ sư 80 tuổi chia sẻ, đó chính là sự tự tại của người cao tuổi, có thể bình tĩnh sống và sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến. Đừng cố cho rằng tuổi già là một hành trình dễ dàng. Tôi không muốn dễ thương hóa mọi thứ. Người già thường phải mất đi bạn đời, anh chị em, bạn bè, trí nhớ, mái tóc và cả tự chủ trong sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên những khó khăn này cũng giúp chúng ta trở nên tích cực hơn. Nếu quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy rằng người cao tuổi cũng như trẻ con, sống trong hiện tại nhiều hơn. Phải chăng vì không còn nhiều quỹ thời gian để lo lắng, cho nên tất cả những gì còn lại chính là ở đây và bây giờ. Một cựu đại sứ Đức ở Ấn Độ 94 tuổi nói rằng, giây phút đẹp đẽ nhất của ngày hôm đó chính là lúc quan sát một cậu bé gần nhà ném những mẫu bánh mì cho chú dê con. Những giây phút ngắn ngủi và giản dị ấy thường được người cao tuổi nhắc đến. Họ biết rằng mình sẽ không sống mãi, tựa như họ đang nhìn cái nhìn sau cùng của mình về cuộc đời, nên nhìn bằng cả tấm lòng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.